phản ứng nhiệt hạch là phản ứng tổng hợp các hạt nhân nhẹ thành hạt nhân nặng hơn. Để tìm hiểu về phản ứng nhiệt hạch, chúng ta xét ví dụ đầu tiên. Ví dụ 1, cho phản ứng deuteri tương tác với triti tạo thành neutron và heli 4, đồng thời tỏa ra một nhiệt lượng 17,6 mega electron volt. Ví dụ này là cấu trúc đề thi năm 2010. Hãy xác định nhiệt lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 gram heli thầy sẽ giải bài này như sau. Một phản ứng thì nó tỏa ra một nhiệt lượng là 17,6 mega electron volt. Thế thì bây giờ chúng ta có 1 gram thì nó sẽ tỏa ra bao nhiêu? Tổng hợp 1 gram thì nó tỏa ra bao nhiêu? Đây là của một hạt. Thế thì gọi quy phép là nhiệt lượng tỏa ra khi tổng hợp được 1 gram heli. Thế thì quy phép sẽ bằng Q nhân với N không. Q thì bằng 17,6 mega electron volt. N không thì bằng số Avogadro nhân với 1 gram chia cho số khối là 4 gram. Như vậy chúng ta sẽ có kết quả của quy phép sẽ bằng 4,12 nhân 10 mũ 11 joule. Đây là kết quả của ví dụ thứ nhất. Ví dụ 2 là cho phản ứng nhiệt hạch deuteri tương tác triti tạo thành neutron và heli 4. Biết độ khối của deuteri, triti và heli lần lượt là
châu bằng 931,5 megaelectron volt trên C bình. Hãy xác định năng lượng tỏa ra. Thầy giải bài này như sau. Theo công thức Q bằng tổng độ hụt khối sau trừ cho tổng độ hụt khối trước, tất cả nhân cho C bình. Tổng độ hụt khối sau là bao gồm của heli. Như vậy chúng ta sẽ có 0,0305 trừ cho tổng độ hụt khối trước là deuteri và triti. Nhân cho 931,5 megaelectron volt chia cho C bình. C bình giảm được cái C bình còn megaelectron volt. Sau khi tính toán thì chúng ta được 18,06 megaelectron volt. Như vậy cái ví dụ này các bạn vẫn nhớ lưu ý lại công thức Q bằng tổng năng lượng liên kết sau trừ tổng năng lượng liên kết trước, hay là tổng độ khối sau trừ tổng độ hụt khối trước, tất cả nhân với C bình. Như vậy ví dụ 1 và ví dụ 2 thầy đã trình bày xong. Tiếp tục thầy trình bày ví dụ thứ 3, xét phản ứng hạt nhân. Deuteri tương tác với deuteri tạo thành heli 3 và phát ra một neutron. Biết khối lượng của deuteri là 2,0135 U. Khối lượng của heli 3 bằng 3,0149 U. Khối lượng neutron bằng 1,0087 U và U cho bằng 931 megaelectron volt chia cho C bình. Hãy xác định năng lượng tỏa ra của phản ứng nhiệt hạch này. Đây là đề thi tuyển sinh năm 2007. Thầy giải như sau. Theo công thức Q bằng M0 trừ M tất cả C bình. M0 là bằng 2MD trừ M neutron và trừ M của heli 3 tất cả nhân C bình. Chúng ta thay số vô bằng 2 nhân với 2,0135 trừ 1,0087 trừ 3,0149 U tất cả nhân 391 megaelectron volt. Sau khi tính toán thì bằng 17,654 megaelectron volt. Đây là kết quả của ví dụ thứ 3. Tiếp tục để trình bày ví dụ thứ 4. Cho phản ứng hạt nhân. Deuteri tương tác triti phát ra một neutron và tạo thành hạt nhân X. Biết năng lượng liên kết của deuteri triti X lần lượt là 3, B, C. Xác định năng lượng tỏa ra.
của phản ứng. Theo ABC, thì giải bài này như sau. Đây là cấu trúc đề thi năm 2011. Theo công thức Q bằng tổng năng lượng liên kết sau trừ đi tổng năng lượng liên kết trước. Năng lượng liên kết sau chỉ có hạt X. Hạt X là C. Tổng năng lượng liên kết trước, hạt trước là A và B. Như vậy C trừ đi A cộng B 2 bằng C trừ A trừ B. Đây là kết quả của ví dụ thứ tư. Như vậy thầy đã trình bày xong. Tiếp tục thầy trình bày ví dụ thứ năm. Đây là cấu trúc đề thi năm 2012 cho phản ứng hạt nhân. Deuteri tương tác triti tạo thành heli 4 và phát ra một hạt neutron, đồng thời tỏa ra một nhiệt lượng 17,6 megaelectronvolt. Nếu năng lượng liên kết của deuteri và của heli 4 lần lượt là 2,2 megaelectronvolt, 28 megaelectronvolt, thì năng lượng liên kết của hạt triti là bao nhiêu? Thầy giải như sau. Theo công thức Q bằng tổng năng lượng liên kết sau trừ cho tổng năng lượng liên kết trước. Thế thì Q thì bằng 17,6. Chúng ta thay vào. Còn tổng năng lượng liên kết sau là của chỉ có là năng lượng liên kết của heli. Năng lượng liên kết trước là của deuteri và của triti. Theo yêu cầu của bài ra, người ta yêu cầu chúng ta xác định năng lượng liên kết của triti. Như vậy năng lượng liên kết của triti thì bằng năng lượng liên kết của heli trừ đi năng lượng liên kết của deuteri trừ đi Q. Thay số vào. Heli bằng 28, deuteri bằng 2,2, trừ đi Q là bằng 17,6. Thì chúng ta sẽ có năng lượng liên kết của triti 8,2 mega electron volt. Như vậy kết quả của bài này thầy đã trình bày xong. Ví dụ thứ 6 cho phản ứng hạt nhân. Deuteri tương tác với deuteri tạo thành heli 3, phát ra một neutron, đồng thời tỏa ra một nhiệt lượng 3,25 megaelectronvolt. Biết độ khối của deuteri là 0,024 U và U bằng 931 megaelectronvolt chia cho C bình. Hãy xác định năng lượng liên kết của heli. Thầy giải bài này như sau. Theo công thức Q bằng tổng năng lượng liên kết sau trừ cho tổng năng lượng liên kết trước. Năng lượng liên kết sau là năng lượng liên kết của heli 3 trừ đi tổng năng lượng liên kết trước là bằng 2 năng lượng liên kết của deuteri. Từ
từ đó chúng ta suy ra năng lượng liên kết của heli 3. Thì bằng Q cộng 2 nhân với năng lượng liên kết của deuteri. Q thì bằng 3,25 mega electron volt cộng với 2 năng lượng liên kết của deuteri thì bằng độ khối của nó nhân với U. Sau khi tính toán thì chúng ta sẽ có bằng 7,7188 mega electron volt. Như vậy năng lượng liên kết của heli 3 bằng 7,7188 mega electron volt. Thì trình bày tiếp tục ví dụ thứ tư và ví dụ tiếp theo. Ví dụ 7, biết trong nước thường H2O chứa một lượng không phẩy 0,15% nước nặng. D2O. Hãy xác định số hạt deuteri có trong 1 kg nước thường. Thầy trình bày bài này như sau. Như vậy chúng ta thấy rằng trong 100g nước thường thì có 0,015g nước nặng. Suy ra trong 1 kg nước thường thì có 0,15g nước nặng. 100g nước thường thì có 0,015g nước nặng. Thế bây giờ 1 kg hay là 1000g H2O thì suy ra 0,15g D2O. Như vậy một mol của D2O là nước nào thì có 1 N2 phân tử nước nào. Thì nặng 20g D2O oxy 16, D là 2, 2 nhân với 2 là 4, 16 cộng 4 là 20g. Bây giờ các bạn có 0,15g thì có bao nhiêu phân tử nước nặng? Chúng ta suy ra ND2O thì bằng 6,023 10 mũ 23 nhân 0,15g chia cho 20. Thì sẽ được 45 nhân 10 mũ 20 phân tử D2O. Như các bạn đã biết, mỗi phân tử D2O thì chứa 2 nguyên tử deuteri
Cho nên số nguyên tử hay là số hạt nhân natri là gấp đôi số phân tử nước nặng D2O. Mỗi phân tử D2O có hai hạt natri, dẫn đến số hạt natri bằng N natri bằng ND2O nhân 2 hay là bằng 90 nhân 10 mũ 20 hạt. 90 nhân 10 mũ 20 hạt là số hạt natri có trong 1 kg nước thường. Tiếp tục là ví dụ thứ 8. Đây là đề thi 2009 cho phản ứng hạt nhân natri tương tác triti tạo thành neutron và heli 4. Biết độ hụt khối của natri triti và heli lần lượt là 2,00249U, 0,00916U và 0,03038U. Cho U bằng 931,5 megaelectronvolt chia C bình. Hãy xác định năng lượng tỏa ra của phản ứng. Thầy giải bài này như sau. Thầy giải theo phương pháp tự luận. Q bằng M0 trừ M tất cả nhân C bình. Như vậy trong này là M0 là bằng M deutri cộng với M triti trừ M neutron trừ M heli tất cả nhân C bình. Đó là Q. Bây giờ thầy sẽ lần lượt đi tìm M deutri, M triti và M heli. Thế M deutri chúng ta tìm từ công thức năng lượng liên kết của deutri thì bằng M0 của deutri trừ đi M deutri tất cả nhân với C bình. Như vậy chúng ta có M0 deutri trừ đi M deutri thì bằng năng lượng liên kết của deutri chia cho C bình. Suy ra M deutri bằng M0 của deutri trừ đi năng lượng liên kết của deutri chia cho C bình. Hai M deutri bằng M0 của deutri. Deutri thì các bạn biết là bằng một hạt proton và một hạt neutron. M proton cộng M neutron trừ đi năng lượng liên kết của deutri chia cho C bình. Tương tự M của triti thì bằng M0 của triti trừ đi năng lượng liên kết của triti chia cho C bình. Triti thì có một proton và hai neutron. Và cuối cùng thì M của heli bằng M0 của heli trừ đi năng lượng liên kết của heli
chia cho xe bị. Heli thì các bạn biết có 2m proton và 2m neutron. Từ năng lượng liên kết của heli chia cho xe bị. Như vậy chúng ta đã tìm được m deuteri, m triti và m heli. Thay vào đây. Như vậy thay vào thì quy bằng năng lượng liên kết của heli trừ đi năng lượng liên kết của deuteri và năng lượng liên kết của triti. Thay số vào thì chúng ta sẽ có là độ hụt khối thì bằng năng lượng liên kết thì bằng độ hụt khối nhân với C bình. Cho nên chúng ta sẽ có là bằng M của heli trừ đi độ hụt khối của deuteri trừ đi độ hụt khối của triti, tất cả nhân với C bình. Thay số vào là 0,03038 trừ đi 0,00249 trừ đi 0,00916916 tất cả nhân cho 931.5 mega electron volt. Sau khi tính toán thì sẽ bằng 17.198. Đây là kết quả của ví dụ thứ 8. Như vậy phản ứng nhiệt 2 tôi đã trình bày xong. Xin chào các em.